Đang thắt chặn cả nhà ơi, đang ngồi uống cà phê với anh em chút mới trở về ngoài kia mới bắt ếch. Bữa nay anh đi bắt ếch với cậu Năm, bữa cậu Năm muốn trải nghiệm. Cậu Năm rủ mình là vua mò cá ngát bên đầu Cù Lao mình nha cả nhà. Mình cũng có làm mấy cái video về cậu Năm vũ. Ba buồn ngủ rồi, ba đợi nước cạn không cạn ba buồn ngủ rồi. Hút hút cái này làm gì cưng? Vậy mà cưng nói bữa hổm cưng đi làm gì? Chưa đi hả? Ủa bữa nay chiều đi đâu qua bạn? Bữa nay thiếu em chiều cả nhà ơi. Cần Thơ làm gì bạn? Rồi, mình mời cô chú anh chị và các bạn uống cà phê với cha con mình, với cậu Năm Vũ, với hai em của mình luôn. Còn ly trà đường nữa chú ơi, lặn ly trà đường cho nhí. Uống đi Phúc, lâu ngày anh em mình gặp lại anh đãi cưng ly trà đường, cưng không uống ha. Vài bữa đi anh vô rồi mình anh em mình tính. Đừng dặn anh mà. Vậy bữa anh vô cắm câu ếch, anh em mình ra đó, ra cái chòi đó, anh em mình chơi ngoài đó một đêm. Ban đêm anh thì không đêm anh qua đây anh cắm câu ếch, không có chạy nổi, biết. Có ếch con màu nó chỗ chẳng mà, em đem chỗ con. Biết không? Chỗ mình quay vô phim Nhân Long đó. Ok. Cái chỗ nào mà mày muốn mà buồn vô muốn đồ bỏ đi nha. Trời ơi, cắm mũ phải luôn. Con đi nó nhảy hơn cái gì đó. Tụng. Nhí. Mà đi soi nó vậy nằm lớn lớn như vậy. Mà con xuống xe đừng có con. Rồi cái nha. Này không biết có đi bắt được không, nhưng mà gặp anh em thì mừng lắm cả nhà ơi. Giống mới không ba? Cậu Năm đứng đó đi, nó xuống là bắt liền. Ơ rồi nó xuống rồi đó, nó xuống rồi đó ba. Ngon hết, ngon hết. Rồi chở. Đúng bài, chở. Đó. Cái tùng này nè. Nó trong cái tùng. Đó, cậu Năm bắt nó cái đi cậu Năm. Vô cái tùng chụp nó. Chính chưa? Nè, trả lời. Ngồi đây nè, tôi dòm tôi thấy mà tôi tưởng không phải nó. Đâu nè, tôi làm chút xíu nó chảy vậy. Nè, con nè, bỏ vô. Ngồi đây dòm thấy nó mà tôi tưởng không phải nó. Thực tế nha. Nó hay lắm, con ếch đồng nó lẹ dữ lắm. Rồi con Năm ngoài cuộc ngang lại em con đi con quẩy. Ú hồn. Bự ừ, sợ ba gì? Ba hả? Bự rồi, ếch tơ nó bự dữ rồi. Ừ, nó nhảy né mình rõ ràng, ông Năm thấy không? Nó thấy cái lưới ở đây nó không nhảy xuống đó, nó khôn lắm, khôn cỡ đó. Cậu Năm làm vậy là đúng bài đó cậu Năm, nó vô là mình móc cái chân lên liền á nghe. Dữ dằn cậu Năm ơi. Ông làm lưới này không có tồn dở quá vậy chứ. Cây mần gấp mà lấy cây lú tôi cắt cái đuôi đó. Quá ngon. Không có nè. Hay lắm, nó hay lắm, ông thấy vậy chứ nó hay lắm. Nó vô mà nó không ở. Đi mình về đi. Ba mà mình về điểm ra ngoài ba ơi. Đi. Lên. Đi ra ngoài mình đậu xe mình đi theo chơi một chút hi ơi. Đi không? Hôm nào có dịp đi tới vụ bắt ếch đồng khô thì đi theo em chơi một chuyến nha. Ừ. Này đi. Thì vòng đây chút rồi lượm bạc rồi. Lúa màu ghê ha, mới này lên điều gan. Thôi em đi anh ơi. Chịu có ông lão kiếm hồi nhóc. Nãy giờ kiếm không gặp dấu nhiều cả nha. Hổm vô. Ở đây ớt chưa có trái mà bữa nay trái nè. Quá trời luôn. Chúng dã man ha nhí. Ừ.
Chỗ này 1 ký còn được nhiêu anh? 25 à. Bữa hổm em vô chưa có trái, giờ thì nhóc luôn ha. Khó ăn quá năm nay. Mưa nhiều quá. Đi ra ngoài cái đầu đó, đi dài qua bên kia cả nhà ơi. Dấu nó tảng thằng luôn, bự lắm. Coi chừng nó xuống nhẹ lắm nha con anh. Rồi. Dấu bự. Ở trong cái kẹt này rồi. Ba em bắt nó luôn nghe bà. Cái kẹt này rồi. Ba. Để coi. Nó lên cái điệu này nó ở trong kẹt này rồi chứ không có đâu đâu. Cái con còi nó có mấy. Để coi nha. Coi chừng chạy chắn ở đây nè. Khôn lắm. Đây nè, nó lên cái kẹt này nè. Ém bắt luôn để nhảy xuống lưới này à, nước quá. Bây giờ gì làm sao mà bắt được nó á. Xuống lưới thì dễ luôn đó. Đây nè, nó nằm ở trên này, gỗ này xong nó nói nè. Đó, rồi. Xuống rồi, nó nằm ở đây nè. Nghiêng lưới ra, cậu Năm nghiêng lưới ra. Xuống rồi, dở rồi. Xuống cái ủng cái. Đó, vô rồi đó, cậu Năm bắt nó, cậu Năm ơi, túm lưới đó. À, ơi, túm nghe. Đó, chà bá luôn, thấy không? Nó nằm đằng này nè ba. Nằm đâu? Nằm chỗ con nè. Chị phế ông Năm ơi. Dục là tôi phạt ông tóc chết ra. Nè. Ừ, rồi. Đưa đây con cầm cho. Thấy mà không biết nó làm. Lỗ, cái dấu nó đi đâu. Nó nằm cuộc ngoài. Trời nè. Ơi, nó lợi đằng này đi, nó nằm. Nó nằm chỗ cái bệ con đây nè. Đây nè, nó lợi đó, nhảy dấu này, nhảy lợi đó vậy. Ừ. Ngon lành, hai con. Bự ha. Hết rồi. Lên con dấu. Dễ ăn ha. Ông túm lại rồi ông quấn ngang lại cái ông đem đi được rồi bị quần bắt hoài để xả ra lông. Đôi khi ông gọi tới nó chạy. Cái gì lũi vô hả? Ừ. Bự không? Á ngộ trời ơi. Vô này mới nè ba. Trời đất trời. Mắm máu cái đầu gì không hết rồi. Cái hang cao năm thọt nói cá lọc ký nè, nó ở đây nè, rồi nó tụt xuống đây nè. Nó lũi nè. Đại vô ha. Ừ. Trời đất. Nó con cá lầu kiến cả nhà. Mẹ trời. Này, qua, ba, quay qua coi. Hết hơi nè. Qua nè. Cái hang ếch mà nó ở dưới nước. Cũng hy hữu dữ à. Cái này mới kỳ lạ nha. Trời cho con ếch. Rồi tôi chưa từng thấy nó ở dưới đó. Ừ. Này giống như nó dốc nữa nè. Ừ. Cả nhà xem đừng nói cha con nói dốc, cả nhà ơi, có cậu Năm làm chứng. Cậu Năm phát hiện. Nó không biết con gì, không dám thọt vô ba, thọt vô đụng. Nó nhớt nhợt đó thì nó bắt bắt giống cái đậu hết quá. Ông đụng nhớt nhợt cái giống cái đậu hết phải không? Ừ. Tôi thọt vô. Ý, mắt à, con dễ con dễ ông Năm. Vậy chuột cái gì bên kia chạy qua chạy lại rồi. Bên này không có. Ba với cậu Năm Vũ đang lội dưới. Mình đi lẹo lên bờ. Cái khu này mới đây người ta xả lúa lên. Tại mưa quá nó chết cái nè cả nhà. Nó chết lỗ luôn. Hồi nãy xuất phát thì ngoài xe đậu điểm đó, này xuất phát tuốt ngoài kia luôn. Anh đi dài vô, nhí lội ra ngoài lấy miếng bánh vô ăn cả nhà, đói bụng quá trời. Bây giờ cũng được ba con rồi. Với cậu Năm mới bắt thêm con cá phi nữa. À, khúc con cá phi mình không có quay cho cả nhà xem. Do mình leo lên trên bờ lấy đồ. Thẳng gì chưa? Chưa thẳng không? Chắc cây dũng ngã ba ơi. Sát chân nha cậu Năm ơi. Có gì mình hối hận đó.
nước này muốn lớn à. Lớn đâu, bình bình vậy chứ không lớn đâu. Còn 5 để ý nó xuống nhẹ lắm á. Thấy con bự nó không lớn xuống nhẹ hiệu. Nó ổn cho mình á, làm sao á mà nó xuống nhẹ hiệu à. Nó tiết gió nè. Tùy ở đâu nữa đi. Đây nè, dèo lên ngay góc đây nè. Trời ơi, vô hang này hay gì rồi. Vô hang là tương lai à. Coi nha, anh Năm. Ừ, con bự vậy đó. Nó có xuống con ngồi đây con thấy giật lưới rồi. Bắt vô hàng này rồi ông ơi. Bắt tay không tới rồi. Ngon lành. À. Câu ngoài cái đi rồi hả? Nhắm lưỡi có không được. Qua ngoài cái nha. Nó dắt ngoài đó. Ngoài không có rồi. Vô hàng này rồi ông ơi, nó bự đấy. Đầu chừng nhập đây. Chắc cứu không? Chắc cứu không? Chắc nó ở hàng này rồi. Ở hang trên khô cũng hên xui á. Rồi con Năm lên, lên trên đi con Năm, lên trên. Rồi, lên phụ ba con đi. Con Năm, lên phụ ba con đi, con dòm lưới cho. Đó, này rồi. Con đóng rồi. Vậy là ở hàng đó. Đấy nè, đúng rồi, đúng rồi. Rồi vậy đi dính nè. Rồi, rồi nó rồi. Ngon lành. Đây nè, dính rồi. Dính. Ngon lành. Ô, quá đã. Coi coi mấy con, nè ông Năm ơi. Kìa kìa con Năm. Nó đã rồi, nè ông khúc lại coi. Con một mấy con. Ôi, nhiều khi hai con đó. Còn ếch cái già. Ếch đó ếch già đó con Năm. Nè nè. Đưa đây con cầm cho. Đưa đây con cầm cho rồi con Năm mở vỏ. Ôi ếch tơ. Ôi, tặng con nữa ông ơi. Hai con luôn. Con cóc. Trời ơi con cóc ở chung như ếch. Nè nè. Coi tao còn con nào nữa không nha. Coi đi con. Hết rồi. Con cóc trời ơi, con cái tờ ngon. Ông thấy không? Bự ra con. Nó chơi mình đơn giản không ông Năm? Cái chỗ này đơn giản ha. Ha. Đơn giản mà nó đang giỡn với mình đó, ông thấy rõ ràng không? Ngon lành, ngon lành. Đây con. Đơn giản. Ông thấy đơn giản không nữa, đơn giản sơ ý cây nhảy. Cây dẫm nha, cây dẫm, à? Cây dẫm. Rồi. Ông sơ ý dạch nhảy nữa rồi đó. Nó nằm cái lỗ ông. Không không cũng còn năm ăn năm thua chứ chưa lục lắm ha anh Năm. Cũng còn. chưa lục nghề không. Khoan để coi cái lùm này coi coi. Nó có đang giỡn với mình không anh Năm ơi. Coi thử chứ mới được anh ơi. Nó giỡn với mình, giỡn ngọt với mình không đó. Đây có dấu nữa nè, mà dấu nhảy xuống nè. Cũng bự lắm. Dấu bự bự không à. Cả này lên là dấu già không á. Bự bự không ếch nè. Mới bắt con ếch tơ, không phải vừa. Ây dạ. Này không có lên. Xuống. Cái dấu lên. Chơi nha. Không có lý. Giỡn với mình không đó anh Năm ơi. Nãy con Năm bắt được con cà phê. Nãy cái gốc chuối đó ông thấy hụt ngợt đó. Hụt cái quần lãnh xẹt luôn. Nha. Nó nhảy ra mà nó nhảy ra ngược đâu trở lên. Ơi. Nè. Ơi mới để tay vô nhào ra nè. Đó nè cả nhà ơi. Dính nè, rồi nè cả nhà. Em trai này đâu mà kỳ nè. Nè nè đưa cái vỏ lại cho ông cậu. Á ngộ rồi nghe. Cái bự chà bá luôn. Đem lại đằng đó đưa cho ông mới cậu. Mới cái để cái tay vô mình sợ hồn nghi. Cái để cái tay vô nhào ra liền ông Năm. Nè.
cầu năm qua. Bước xuống cho ông nội quá vô. Đây 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 đưa con. Đây đây đưa mẹ. Ngộ rồi nghe. Thiệt là tin nè. Bạn ở sao mà bạn ở Phước Kỳ với bạn? Nè. Gầy đó. Gầy đó. Nè. Ôi. Sao buộc gì nhí rồi mày không gỡ gì rồi cái dính này nhí. Con gỡ cái mối này ra buộc lại nhí. Nhí. Nói gì buộc túm miệng hoài nó không dính phải. Buộc cái gì nó ra được nè. Con gỡ cái mối này con buộc ở dưới này nè. Nhí không? Nhí nhí. Rồi đã cả nhà. Mình vừa tắt máy. Giờ nha ông Năm ơi. Vừa tắt máy à, ba thọt tay vô dính nè. Cha con mình có 5 con, hả? Chuẩn bị về cả nhà ơi. Đây, đem 5 con à, 5 con với 1 con cá phi. Ôi, con nào nấy bữa nay ú không? Bự không rồi cả nhà, đây nè. 5 con. 3 con chứ 2 gì. Này chiều quá rồi, chắc chiều quá chắc con với cậu Năm về bển luôn rồi. Không ở nhậu đâu hả cậu Năm? Đâu mà nhậu. Cái này cuộc lại đàng hoàng. Vậy cái này bắt về bển luôn đi. Cái này thì thôi mình gửi cho cậu Năm hết luôn cả nhà ơi. Tại vì cũng chiều quá, nếu ở lại chơi bên nhà ba thì về tới khuya. Giờ thì có được 5 con với 1 con cá phi à. Nè. Cầm này đi. Gửi cho con Năm Vũ hết luôn. Rửa mặt đi, rồi cái đó cái gì ông khách vậy? Xăm đó. Vậy. Đấy, uống đi. Rồi giờ vậy là chắc cha con của mình xin kết thúc video tại đây. Chào cả nhà. Bye bye cô chú. Mình chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Này cho con Năm đem về bên nhà và ảnh con Năm thưởng thức. Cha con mình cũng ăn hoài. Bữa nay mà được 1 chục tôi cũng cho anh 1 chục luôn. Cậu Năm thì cũng có đi quay video với mình. Điều bự bự không, có con này hơi nhỏ chứ còn điều bự bự không nè anh ơi. Nè bự bự không nè. Rồi ông này đâu mà như không, người ta mới có ấy cái lứ gờ cái góc ông chạy vô một cái. Đừng cho dính ông chơi trời. Rồi. Góc gì chóng. Đừng có 1 chục 8 con. Cũng mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm là ba cũng tính nhậu sương sương với cậu Năm ngày mà do là mình với cậu Năm về bên Cù Lao xa lắm, tính làm lớt lớt cả nhà ơi, nhưng mà kẹt tối quá rồi anh Năm ảnh về phà bọng nữa, thôi để cho anh về bển đi rồi tối anh nghỉ rồi là ổng mần ổng xào xở công ăn cơm cho ngon bữa đi cả nhà ơi, bữa nào hả cả nhà ơi. Nhĩ có mấy bài cô chú chưa? Có mấy bài cô chú. Mình về cả nhà ơi. Cũng lạnh quá trời. Nãy giờ bò lên trên bờ ngồi quay. Lạnh quá.